Nấm là loài sinh vật với đa dạng thể loại loài, mang đến cho con người nguồn thực phẩm phong phú và bổ dưỡng. Có nhiều loại nấm mà không phải ai cũng biết. Những loại nấm cực kỳ quý hiếm, có mùi vị và vẻ đẹp kỳ ảo chỉ có thể tìm thấy trong tự nhiên. Nấm não có tên khoa học là Gizomycha esculenta. Đây là một loại nấm năng thuộc giống Gizomycha, phân bổ ở châu Âu và Bắc Mỹ. Loài nấm này có hình dạng bộ não màu nâu đậm, cao 10 cm và rộng 15 cm. Phía dưới là cuống màu trắng dài 6 cm. Nấm răng chảy máu có tên khoa học là Hinelum becki. Loài nấm này có chất lỏng màu đỏ như máu phía trên nền trắng của cây nấm. Những giọt chất lỏng màu đỏ như máu rỉ ra từ những lỗ nhỏ trên cây nấm khiến người ta liên tưởng tới những chiếc răng trắng muốt lại nhuốm màu đỏ ghê rợn. Nấm nọ chó bạch tuộc là loài nấm kỳ lạ có nguồn gốc từ Australia và Tasmania. Nấm có màu hồng đỏ, hình thù như con bạch tuộc với khoảng 4 đến 7 xúc tu to dài. Không chỉ có hình thù kỳ dị, chúng còn phát ra mùi thịt thối. Nấm phát quang sinh học sống ở môi trường cận nhiệt đới của châu Á, Australia và Brazil. Phần mũ và thân cây phát ra ánh sáng màu xanh lá cây trong bóng tối. Nấm phát ánh sáng xanh rõ nhất khi được một ngày tuổi và nhiệt độ xung quanh khoảng 27 độ C. Sau ngày đầu tiên mũ nấm mở, ánh sáng sẽ mờ dần cho đến khi khô. Nấm trứng màu trắng khổng lồ có tên khoa học là Cavatia gigantea. Loài nấm này có kích cỡ to và tròn rất thu hút. Nấm xì gà của quỷ là loại nấm hiếm nhất thế giới. Nó có tên khoa học là Trozium arctic. Loài nấm này khi cúp vào có hình dạng điếu xì gà màu nâu đậm, nhưng khi xòe ra nó chuyển sang hình dạng ngôi sao màu vàng. Nó thường phát ra âm thanh khe khẽ khi xòe ra để giải phóng hạt giống. Nấm đuôi gà có tên khoa học là Chametes versicolor. Loài nấm này có các nhánh mượt như lông và hình dạng trông không khác gì đuôi gà. Nấm xanh da trời có tên khoa học là Entoloma hoctetegi. Toàn bộ cây nấm bao phủ một màu xanh, trong khi bên trong lại có sắc đỏ nhạt. Màu xanh đặc biệt của cây nấm được tạo nên bởi ba hợp chất diệp lục. Loại nấm này không độc và có thể ăn được. Nấm dâu hay còn gọi là nấm bờm sư tử, nấm nhím, nấm lông nhím. Nó có tên khoa học là Hezisium mezinaceus. Nhìn vào hình thù của loài nấm này, người ta có thể liên tưởng đến những bộ râu trắng muốt. Chúng mọc vào cuối mùa hè và héo vào mùa cây lá rộng rụng lá. Nấm đèn lồng. Ngoài tên nấm đèn lồng, loại nấm Amanita muscaria còn mệnh danh là lửa cáo vì ánh sáng đỏ nhẹ nhẹ mà chúng phát ra giống màu cam như đuôi cáo. Bằng mắt thường, người ta cũng có thể phát hiện ra ánh sáng của loại nấm này nên nhất định không được ăn nhầm. Chất độc trong nấm lửa cáo đủ giết chết bạn chỉ trong vài phút. Nấm hải quỳ hay còn có tên khoa học là Acezoe zuberza, là một loại nấm phát triển phổ biến ở Australia. Loài nấm này có hình dáng vô cùng độc đáo, trông chẳng khác gì những con hải quỳ ở chốn biển sâu. Nấm Geatium minimum, loại nấm này có hình dạng trông như những con bạch tuộc đang rủa những xúc tu. Nấm cờ la thờ rút zuber, với màu sắc rực rỡ và kết cấu hình học trông chẳng khác nào mô hình các phân tử hóa học.